anh em cứ nói là tập ở nhà thì nó không phê, đúng là nó không phê bằng tập ở phòng gym, nhưng khi anh em biết được ba bí mật này thì anh em cảm nhận cơ rất là tốt và tập luyện bằng những cái dây kháng lực đơn giản bằng cái body của mình thôi. Những người như chị em hay gì mới tập nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Hello anh em, chuẩn bị dụng cụ trước để mô tả cho nó dễ. Thì vẫn là cái chủ đề em gái nuôi, mà con gì nuôi thì các bạn biết rồi đúng không? Hôm qua bằng code cho online cho một bạn thì bạn ấy cứ bảo rằng là tập ở nhà thì nó không phê. Thì đúng là nó không bằng là chúng ta tập ở phòng gym. Thế nhưng mà nếu các bạn biết cảm nhận cơ tốt ấy thì các bạn tập sẽ rất là tốt. Và cảm nhận cơ thì ngoài cái bí mật mà anh em nhớ được cái điểm bám của cơ, nhớ là chúng ta đang cơ chủ vận là cơ nào và tập mục đích như nào, thì khi tập anh em tưởng tượng ra nó đang phát lực, đang co cơ. Thì hôm nay Bằng sẽ chia sẻ ba cái bí mật cho các bạn. Mà ba cái bí mật này thì thực ra khi các bạn tập bất kỳ bài nào nó cũng đều diễn ra ba cái trạng thái đấy, nhưng mà anh em không có để ý thôi. Thì ba cái trạng thái này thì dịch sang tiếng Việt thì Bằng chưa biết dịch nào cho nó ngắn gọn, nhưng mà nó là cái trạng thái concentric và trạng thái eccentric và một trạng thái nữa là isometric. Các bạn chỉ cần nhớ là nó đơn giản thế này này. Trong tập gym hoặc những môn khác thì chúng ta tập kháng lực thì khi cơ nó co lại như thế này, ví dụ như cái dây trước này nhá, thì khi nó co lại thế này thì là cơ nó co. Thế thì chúng ta sẽ tạo ra một cái kháng lực nào đấy để kháng lực lại cái cơ nó co. Nó sẽ khiến cái chuyển động gấp của trỏ tay này. Đây là chúng ta cầm một cục tạ lên thế này, cầm một cục tạ lên thế này thì chúng ta xuống, khi kéo lên này thì cơ nó co. Và cái cục tạ này chính là cái kháng lực lại, kháng lực đối trọng lại với cái cơ này. Thì concentric thì là cái hiện tượng mà khi các bạn tập, ví dụ các bạn tập tay trước thế này, đây tập tay trước này, thì concentric là khi mà cái lực của cái cơ nó phát ra nó mạnh hơn cái trọng lượng của cái tạ này kéo xuống thì là nó chiến thắng, gọi là cái lực của cái cơ đấy nó chiến thắng cái trọng lượng, cái kháng lực lại, gọi là cái hiện tượng concentric xảy ra. Thế mà cái eccentric là khi các bạn kéo lên nhưng mà cái trọng lượng của cái kháng lực ấy, cái kháng lực nó mạnh hơn cái lực của cái cơ thì khiến bạn thất bại, bạn không kéo được thì nó duỗi ra này, nó kháng lực nó nặng hơn mà. Thế còn isometric là cái lúc mà hai cái lực để nó cân bằng nhau, cái kháng lực của cái tạ hoặc là kháng lực của cái dây chứ không phải nhất thiết là cái tạ. Ví dụ bạn ví dụ thêm là cái bài tay sau đi, đây bạn đang có cái tay sau như thế này. Thì anh em cũng nhớ được các điểm nối của tay, khi mà mỗi bài tập thì anh nhớ cơ nào là cơ chủ vận, khi nó phát lực cơ nó chỉ có tác dụng kéo mà. Thì khi nó kéo ấy thì nó khiến một cái khớp nào đó di chuyển. Cơ thì nó không có tác dụng đẩy, nhưng khi cơ kéo thì tay nhiều khi nó có tác dụng đẩy, hoặc là các bộ phận khác nó đẩy, mà đấy không phải là cơ đẩy, các bạn phải nhớ là cơ nó chỉ có tác dụng kéo thôi. Thì ví dụ như bài tay sau này, kháng lực nó yếu hơn cái cơ tam đầu này, tam đầu tay sau này, thì nó sẽ giúp mình chiến thắng, mình kéo ra. Còn khi mình lên thế này, khi mình lên thế này là cái cơ này, cái kháng lực này nó đang mạnh hơn, nó mạnh hơn cái phát lực của cái cơ tay sau này. Thì đấy là eccentric. Còn cái isometric này thì có một số bài tập nhá, là các bạn điển hình là cái bài plank ấy, bài plank là cái bài khi các bạn phải giữ người này để gồng lại và giữ nguyên cái trạng thái đấy, thì cái trạng thái đấy là cơ vẫn luôn giữ nguyên và gồng. Hay là anh em xem những cái môn, ví dụ những cái môn tập ở đường phố, người ta hay đưa hai cái tay lên này thì người ta đứng ngang người này này, thì nó cũng có isometric xảy ra là khi người ta cân bằng hai cái lực đấy giữ nguyên. Thế nhưng tại sao tập gym thì lại dễ khiến chúng ta phát triển cơ bắp được mạnh hơn các môn khác đấy? Khi tập gym, tập mọi bài trong tập gym ấy thì nó đều có ba cái trạng thái đấy xảy ra trong một cái bài tập.
Ví dụ nhá, bằng ví dụ tiếp. Khi các bạn tập tay sau xuống thì anh em hay nghe huấn luyện viên nói là xuống thì xuống nhanh, mạnh này. Là concentric. Đây, cái concentric nó xảy ra thì kháng lực nó thắng cái kháng lực thì nó phát lực rất mạnh rồi. Rồi khi mình nhả lên như này thì đây chính là vì cái kháng lực này nó lại thắng cái này. Thì đây là eccentric. Đây đang là cái trạng thái eccentric. Và khi lên trên này, ví dụ ta giữ lại thế này. Giữ lại này, không khóa hết cơ. Không giữ hết, không gấp hết hẳn gối này, không gấp này thì gần như là cơ nó về trạng thái nghỉ. Mình nghỉ ở, ví dụ nghỉ ở đây chẳng hạn này. Thì đây là chính lúc mình giữ hai cái lực này nó bằng nhau. Thì là isometric. Thế thì đấy, mỗi bài tập nào nó cũng có ba cái trạng thái đấy diễn ra trong bài tập mà các bạn không biết thôi. Thì nếu như anh em mà có coach với gì đấy thì hay được các coach nói là lúc xuống thì anh em xuống dứt khoát, ví dụ này, xuống dứt khoát. Thì để vì cái lúc đấy là concentric nó diễn ra thì nó dứt khoát, thẳng phéo phát. Xong xuống lên đây, nhiều khi anh em nghe các huấn luyện viên ấy là bảo là không thẳng tay ra, không khóa tay, gọi là không quá thẳng tay này thì nó hạn cái khớp tay. Nhưng mà có một cái nữa anh em không để ý là thế này này, là khi xuống gần hết thôi thì thế này thì cơ mình vẫn phải giữ ở cái trạng thái này, không phải khóa này thì khớp chồng lên khớp thì nó mất cái lực đi một xíu, hoặc giữ ở cái khoảng gần khóa khớp này thì lúc đấy là cái lúc mà isometric nó đang giữ, cái trạng thái isometric nó giữ. Thì khi xuống như thế các bạn nên xuống nhanh và giữ một đấy, xong lên chậm này là lúc không phải cái cơ mình đã thả ra đâu mà mình vẫn giữ ở cái trạng thái là isometric. Đấy, nên là trong một bài tập thôi nhưng nó có ba cái trạng thái xảy ra. Và các bạn nếu mà tập ở nhà ấy, các bạn tập ở nhà thì bằng những cái dây kháng lực như thế này thì đúng là nó không phê thật bằng những cái cáp vì nó không đều. Nó không đều lực. Thế nhưng chúng ta sẽ hiểu được ba cái điều như thế thì chúng ta cũng sẽ tập bằng cái này, giữ thứ nhất là vào này. Khóa hai cái củ trỏ lại, khóa hai cái này, khóa thì không đúng nhá, mà mình ưỡn ngực ra và kéo hai củi trỏ về, hai bả vai về cuộc sống của chúng ta và giữ nguyên trạng thái để cái khớp vai nó đỡ di chuyển này. Cái khớp vai này nó đỡ di chuyển một phần là cái khớp này nó ít quay, một phần nữa là khi mà các bạn cố định được hai cái xương bả vai ấy, thì là nó không di chuyển khớp vai được nhiều. Cái này bằng sẽ chia sẻ ở một video sau về cái xương bả vai. Cái xương bả vai ấy, nó rất linh hoạt. Con người chúng ta khác những cái con robot là vì cái khớp vai này nó không nối thẳng vào cái một cái khớp nào cố định mà nó lại phải liên quan đến cái xương bả vai. Khi các bạn giơ tay lên này, các bạn để ý này, là cái xương bả vai của nó cũng di chuyển theo đấy. Nó khác con robot ở chỗ đấy. Thì vào bài tập nào các bạn siết vai lại này để nó cố định, để mình cô lập được cái khớp này. Rồi mình tập nhá, tập thì mình cũng nên để ba cái trạng thái đấy nó diễn ra trong bài tập. Hít thở này, hít thở gồng co này, bài nào cũng phải gồng co nhá, phát lực phát thở ra luôn. Thì ở đây bạn giữ lại một tí, rồi giữ lại đây là chính là isometric. Thì bạn mà giữ lâu này nó rất mỏi luôn. Rồi bạn lên chậm, đây là isometric xảy ra đúng không, chậm rồi không lên đây, lại lên đến đây lại giữ chứ không khóa này, không giữ hết hẳn này, vẫn giữ ở đây là lại. Đây lại isometric tiếp, nó lại diễn ra. Rồi sau lại phát lực, lại concentric. Đấy thì nó liên tục ba cái trạng thái để nó xảy ra. Thì các bạn tập nó mới phê, chứ không phải là các bạn cứ tập khoán thế này này, tập khoán này, hoặc là tập nó cứ hời hợt mà không để ý. Thứ nhất là không để ý đến cái cảm nhận cơ, là cái cơ nó đang phát lực. Cái não bộ mình suy nghĩ đến cái cơ nó phát lực, mình tưởng tượng ra như thế nào thì những cái đau của cái cơ nó phát ấy. Thì vì thế nên là những người tập gym mà tập tốt, cảm nhận tốt thì cái mặt người ta đã biểu cảm. Cái thứ hai nữa là mình hiểu được ba cái trạng thái nó diễn ra như thế. Ba cái trạng thái để nó khiến cơ bắp của mình đều phát triển cả nhá. Một số môn ấy như bằng lúc nãy nói thì nó nhiều khi nó chỉ có một hoặc hai cái trạng thái thôi, nhưng tập gym là bài nào nó cũng ba cái trạng thái xảy ra. Các bạn tối ưu ba trạng thái xuống này, giữ lên chậm, lên càng chậm thì isometric, eccentric nó đang diễn ra, và lên đây lại isometric, rồi xong concentric. Thì cái concentric là quan trọng nhất khi mình
mình phát lực dứt khoát mạnh. Nhưng mà hai cái kia nó cũng đóng vai trò rất là lớn. Vì thế nên bằng hôm qua thì đấy lại chủ đề em gái nuôi thì bằng bình thường bằng dạy online, code online thì bằng không code trực tiếp cho khách hàng bằng nhiều đâu, code cho những bạn mà muốn làm huấn luyện viên. Thì bằng đào tạo ra đội nhóm huấn luyện viên ấy, thì tại sao mà bằng mới tập gym 3 năm đúng không, mà 2 năm bằng làm gym thì bằng giúp đỡ được cho hàng nghìn người thay đổi sức khỏe vóc dáng của mình, là thay vì bằng huấn luyện cho trực tiếp cho những bạn muốn thay đổi vóc dáng thì bằng huấn luyện cho đội nhóm PT, cho những bạn huấn luyện rồi các bạn đấy lại đi giúp đỡ lại cho những khách hàng của các bạn đấy. Thì vì nhân một người lên mình nhân được nhiều người hơn, giúp đỡ được cho nhiều người hơn. Mà người thầy bằng rất tôn trọng luôn nói câu là mình giúp đỡ được càng nhiều người thì mình càng trở nên tuyệt vời hơn. Cũng vì cái câu đấy mà bằng hay để cái tựa đề trong những ảnh avatar của bằng là tôi yêu bạn và tôi muốn cùng bạn làm cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn. Thì bằng biết cái gì bằng sẽ chia sẻ cho các bạn. Nếu bây giờ bằng biết gym nhiều thì bằng chia sẻ cho các bạn, mà bằng chia sẻ là chia sẻ miễn phí nên nhiều anh chị cứ nghĩ là nó miễn phí thì nó không tốt, nó không ngon, không ấy. Mà những cái này chính là những cái giúp cho cái nền tảng ban đầu khi bằng tập gym tập được lên rất là nhanh. Và ngay như bây giờ đội nhóm của bằng huấn luyện cho online cho các bạn ở tại nhà thì cũng chia sẻ tỉ mỉ những cái này. Ở ngoài kia có thể có những huấn luyện viên, một số nhỏ thôi, huấn luyện viên người ta chỉ làm như thế nào thôi. Ví dụ một khách hàng đến thì chỉ cần bày cho người ta làm như thế nào là người ta đã có thể body đẹp rồi. Nhưng nếu mà tuyệt vời hơn nữa là huấn luyện viên đấy chỉ được người ta tại sao lại phải làm như thế, thì sau một thời gian, một khóa huấn luyện, nhiều khi chính cái người khách đấy trở thành chính huấn luyện viên cho họ luôn, cho chính cá nhân họ, vì họ hiểu được tại sao thì phải tập như thế, tại sao dinh dưỡng là như thế, ngoài cái tập luyện còn dinh dưỡng còn quan trọng nữa mà. Thì sau một khóa huấn luyện như thế thì chính cái người khách lại trở thành huấn luyện viên cho chính bản thân của họ luôn. Chỉ một vài khóa thôi họ trở thành như thế thì đấy là một điều tuyệt vời. Và khi họ trở thành huấn luyện viên chính cá nhân của họ thì họ cũng giúp đỡ được cho những người thân của họ. Nếu họ không đi làm PT, không làm huấn luyện viên thì họ huấn luyện cho những người thân của họ và giúp đỡ thêm được lại cho nhiều người nữa. Đấy là điều quá tuyệt vời đúng không các bạn? Và hôm nay thực ra thì bằng cũng khá mệt vì tối qua mấy nhóc nó uốn. Nhưng mà bằng vẫn tự kỷ ám thị mình là mình chia sẻ hay. Thế là bằng chia sẻ nó lủng củng, nó dở. Nhưng mà vẫn tự kỷ ám thị như thế để bằng có cái năng lượng để chia sẻ với anh em được. Nó hứng khởi hơn. Thì anh em cũng thông cảm cho bằng những cái chia sẻ của bằng thì nó trên cái trải nghiệm cá nhân của bằng nữa. Bằng làm video nhiều khi bằng không có chuẩn bị kịch bản ấy, thì mình nhớ đến cái phần nào hay anh em cần thì mình nói. Nên là cái video này nếu có gì thiếu sót ấy thì anh em thông cảm cho bằng nhé. Và hôm nay anh em biết được cái này là ba cái hiện tượng, ba cái trạng thái concentric, eccentric và isometric này nó diễn ra trong một bài tập. Thì khi các bạn tập với mọi bài tập thì các bạn nên, ngoài cái việc các bạn nhớ về cơ bắp, các điểm nối cơ và cơ nào phát lực chính trong bài, thì các bạn cũng nhớ đến ba cái trạng thái này. Và bài tập nào các bạn cũng nên để ba cái trạng thái này nó diễn ra, đặc biệt là cái trạng thái concentric. Và hai cái trạng thái nữa nó đều khiến các bạn phát triển cơ bắp được rất tốt. Vì thế đừng có nói là tập ở nhà nó không phê nhá. Tập ở nhà nó vẫn phê, nó không bằng ở phòng gym nhưng nó vẫn phê. Và các bạn tập luyện tốt ở nhà thì sau này khi hết dịch rồi, nếu ai thích thì ra phòng gym tập nữa thì các bạn còn bung lụa hơn rất là nhiều luôn. Nếu như các bạn thấy cái video này hay, hữu ích thì nhớ chia sẻ nhé. Chia sẻ trên kênh YouTube của Bằng ấy. Các bạn lên kênh YouTube gõ Nguyễn Bảo Bằng, lên cái app YouTube gõ Nguyễn Bảo Bằng, rồi vào đấy các bạn đăng ký kênh của Bằng và xem có đến 70-80 cái video ở trên đấy rồi. Bằng liên tục cố gắng làm video, mỗi ngày một video để edit lại thì nó rất là mất thời gian luôn. Nhiều khi Bằng phải thức đêm để làm. Vì Bằng biết là mùa dịch này anh em sẽ rất cần. Thứ nhất anh em rỗi thì anh em có thời gian để xem. Thứ hai nữa là anh em không đến được phòng gym thì anh em từ những cái kiến thức nền tảng này anh em có thể sáng tạo tập ngay tại nhà luôn. Tôi là Bằng, tôi yêu các bạn và tôi muốn cùng các bạn tạo nên cuộc sống tuyệt vời hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.